Hiện nay thì chúng ta có rất là nhiều các cái phương án điều trị ung thư vú, chủ yếu là phải dựa vào các cái đặc điểm về sinh học cũng như đặc điểm về sinh học phân tử trên các cái nhóm bệnh nhân. Thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi một cái phân nhóm nhỏ trong ung thư vú mà xưa nay chúng ta cũng không có nhiều các cái lựa chọn để điều trị. Đó là cái phân nhóm HER2 low, tức là HER2 thấp. Thế thì trong các cái hội nghị ASCO cũng như ESMO năm 2022 thì cái nhóm bệnh nhân này được nhắc đến bằng một số các nghiên cứu cho kết quả khả quan. Thế thì trong bài trình bày này thì chúng tôi sẽ nói chủ yếu đến các cái kết quả mà gọi kết quả khả quan nhất trong rất nhiều các cái nghiên cứu, các cái hướng nghiên cứu khác nhau để tìm ra các cái phương án điều trị tối ưu cho các nhóm bệnh nhân. Thế thì ở đây sẽ có là cái vai trò của HER2 thấp trong điều trị ung thư vú hiện nay và dữ liệu về dưới nhóm ung thư vú có HER2 thấp. Thế thì ở đây chúng ta biết rằng cái mức độ bộc lộ HER2 trên hóa môn miễn dịch thì sẽ có là HER2 âm tính cho đến HER2 1 cộng, 2 cộng và HER2 3 cộng. Thì đây thì chúng ta vẫn trước nay chúng ta vẫn phân thành các cái nhóm HER2 dương tính là cái nhóm mà HER2 3 cộng ở trên hóa môn miễn dịch và HER2 2 cộng hóa môn miễn dịch, nhưng khi làm các cái xét nghiệm về sinh học phân tử khác, ví dụ như là FIT hay là các cái xét nghiệm về lai tại chỗ gắn bạc hai màu DuoX thì dương tính, thì cũng được coi là HER2 dương tính. Còn cái nhóm âm tính thì là có HER2 âm tính và HER2 1 cộng. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là gì, ngay kể cả ở trên những cái nhóm HER2 âm tính đi chăng nữa thì cũng có rất là nhiều các cái thụ thể HER2 trên cái bề mặt tế bào ung thư. Với cái nhóm âm tính thì nó có khoảng hàng nghìn các cái thụ thể đấy, với cái nhóm mà HER2 3 cộng thì có đến hàng triệu các cái thụ thể trên bề mặt tế bào ung thư. Và đây là những cái đích ngắm mà từ từ trước đến nay rất là nhiều các loại thuốc đã được nghiên cứu để nhắm vào. Thế thì với các cái trường hợp mà xét nghiệm hóa miễn dịch không chắc chắn thì cần phải làm thêm các cái xét nghiệm FIT hoặc là DuoX để khẳng định về sự khuếch đại gen HER2, và kết quả HER2 bằng các xét nghiệm DuoX sẽ được đánh giá theo cái lưu đồ mà chúng tôi đã trình bày ở trên, chủ yếu dựa vào cái tỷ lệ giữa HER2 và cái CEF17 và các cái số bản copy của gen HER2 trên tế bào, thì sẽ được phân loại định nghĩa ra các cái nhóm HER2 thấp cũng như HER2 dương tính. Thế thì hiện nay ấy, thì cái nhóm HER2 âm tính ấy, thì sẽ bao gồm nhóm bệnh nhân có các cái thụ thể tiết âm dương tính và thể tam âm, thể bộ ba âm tính. Có nghĩa là HER2 âm và thụ thể tiết âm, và nhóm HER2 âm cũng như mà thụ thể tiết lệ dương tính thì bao gồm hai nhóm đó. Và các cái phương pháp điều trị cơ bản cho cái đối tượng bệnh nhân ung thư vú di căn HER2 âm tính và có thụ thể tiết dương tính là các cái liệu pháp nội tiết, và sau này là có các cái liệu pháp khác như là các bệnh nhân có cái đột biến BRCA dòng mầm, các thuốc chế PAP và hóa trị. Đối với thể bộ ba âm tính thì phương pháp điều trị cơ bản là hóa trị và các cái thuốc ức chế PAP về sau. Thế thì trên các cái nghiên cứu hiện nay, các cái nhánh, các cái hướng nghiên cứu hiện nay thì chủ yếu là có bốn cái hướng nghiên cứu chính. Một là các cái nghiên cứu về các cái kháng thể đơn dòng cổ điển, kinh điển như trastuzumab hay là các cái thuốc pertuzumab vân vân, thì đây là các cái kháng thể đơn dòng. Một cái nhánh thứ hai mà chúng ta nhìn thấy và đang được phát triển cũng như là thấy cho thấy các cái hiệu quả đáng khích lệ và được nói nhiều trong các hội nghị gần đây, đó là cái phức hợp thuốc và kháng thể. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà kháng thể đặc hiệu kép, và cuối cùng là cái hướng nghiên cứu về vaccine. Thế thì trong cái chương trình hôm nay thời lượng thì không dài nên là tôi sẽ tập trung nói đến cái nhóm phức hợp thuốc và kháng thể là cái nhóm mà được cho thấy những kết quả mà rất là rõ ràng gần đây. Còn các cái nhóm về kháng thể đơn dòng cổ điển thì cũng chưa cho thấy được các cái
thì tác dụng trên cái nhóm bệnh nhân có cái HER2 thấp và các cái nhóm thuốc khác như phức hợp thuốc kháng thể hoặc cái phức hợp kháng thể đặc hiệu kép và vaccine thì là những cái hướng mới đang nghiên cứu và sẽ cần phải có thời gian và thêm dữ liệu để chúng ta khẳng định. Thế thì với cái nhóm đầu tiên là cái nhóm kháng thể đơn dòng thì chúng ta thấy rằng là các cái nghiên cứu kinh điển như NSABP B31 và N9831 đã được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả điều trị của cái phối hợp thuốc kháng HER2 cho là trastuzumab với cái hóa trị so với kết hợp với hóa trị so với hóa trị đơn thuần. Thì phân tích phối hợp hai nghiên cứu với cơ mẫu tương đối lớn khoảng trên 4.000 bệnh nhân thì ghi nhận những kết quả bổ sung trastuzumab và phác đồ điều trị thì giúp cải thiện OS và cải thiện này lên đến gần 40% với HR 0.63. Tỷ lệ bệnh nhân còn sống sau 10 năm ở cái nhóm điều trị hóa trị phối hợp với trastuzumab và so với cái nhóm điều trị hóa trị đơn thuần tương ứng là 84% và 75.2% với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Thì đây nó là cái nghiên cứu mà kinh điển của cái việc mà điều trị thuốc kháng HER2 cho cái nhóm mà HER2 dương tính. Thế thì cái nhóm HER2 lâu thì sao? Thì chúng ta thấy rằng là cũng có những cái manh nha, những cái dữ liệu với cái, ví dụ như trong cái nghiên cứu trên thì có nghiên cứu NSABP B31 thì có khoảng 9.7% bệnh nhân thì là không có HER2 3+ và cái số liệu này thì rất là nhỏ thôi nhưng người ta đã phân tích các cái chỉ tiêu nghiên cứu và ghi nhận thấy cái nhóm mà HER2 âm tính thì cũng đạt được cái lợi ích khi điều trị với trastuzumab. Tuy nhiên thì cái lợi ích này cũng chưa rõ ràng. Thế thì sang một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu pha 3 NSABP B47 đánh giá hiệu quả của trastuzumab trong điều trị bổ trợ bệnh nhân ung thư vú có hạch dương tính hoặc ung thư vú có hạch âm tính nhưng mà nguy cơ cao, có HER2 âm tính hoặc HER2 thấp. Thì ở cái phân nhóm này được phân nhóm ngẫu nhiên điều trị hóa trị kinh điển bổ trợ với anthracycline và taxan có hoặc không phối hợp với trastuzumab đủ 1 năm. Thế thì kết quả nghiên cứu thì cho thấy là không có cái lợi ích về PFS ở cái nhóm điều trị trastuzumab. Có nghĩa rằng là cái trastuzumab điều trị bổ trợ ở trên cái nhóm bệnh nhân HER2 âm tính và HER2 lâu thì là không có hiệu quả. Tuy nhiên thì có một vài cái phân tích dưới nhóm ở một cái số nhóm nhỏ hơn dựa trên cái mức độ bộc lộ HER2, số lượng hạch di căn, tình trạng thụ thể nội tiết và các cái phác đồ hóa trị nghiên cứu thì ghi nhận lợi ích ở trên một số cái nhóm nhỏ như là HER2 dương tính này, 1+ này, hạch N1 này, thụ thể nội tiết âm tính và điều trị hóa trị phác đồ TC. Tuy nhiên thì ở đây thì đều không có cái đạt được cái ý nghĩa thống kê cũng như là có cái HR đủ mức độ tin cậy. Vậy còn một cái yếu nhân tố khác đó là cái pertuzumab thì sao? Thì cũng có một nghiên cứu pha 2 đánh giá cái hiệu quả về điều trị của pertuzumab trên 79 bệnh nhân ung thư vú HER2 âm tính và cái HER2 thấp là chiếm chủ yếu. Thì bệnh nhân được chia nhóm ngẫu nhiên và điều trị hai cái liều là 420 và 1050mg mỗi 3 tuần. Thì không có bệnh nhân nào đáp ứng hoàn toàn. Tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng một phần ghi nhận ở hai bệnh nhân ở nhóm điều trị 420mg chỉ chiếm 2.5% và chỉ có 4 bệnh nhân đạt ổn định bệnh sau 24 tuần chiếm khoảng 5%. Như vậy là các cái điều trị kinh điển thì chúng ta thấy rằng là không có hiệu quả trên cái nhóm mà HER2 lâu và HER2 âm tính. Thế thì một cái nhóm thứ hai mà cái nhóm này thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn là cái nhóm mà phức hợp thuốc kháng thể ADC. Thì cái nhóm phức hợp thuốc kháng thể này thì được nghiên cứu và nói đến nhiều ở trong các cái hội nghị trong năm 2022 thông qua một cái nghiên cứu rất là nổi tiếng là cái thử nghiệm lâm sàng Destiny Breast 04 được thực hiện trên đối tượng bệnh nhân HER2 thấp có hoặc không có thụ thể nội tiết dương tính. Bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên tỷ lệ 2:1 tương ứng vào các cái nhóm điều trị thuốc TDXD là một cái nhân tố, một yếu tố có cái tên đầy đủ là trastuzumab deruxtecan mỗi 3 tuần hoặc là một nhóm thì chỉ điều trị hóa trị đơn trị. Thì cái chỉ tiêu nghiên cứu chính là PFS
Chỉ tiêu trên bệnh nhóm bệnh nhân ung thư vú có thụ thể tiết dương tính và chỉ tiêu nghiên cứu phụ thì bao gồm PFS ở toàn bộ quần thể nghiên cứu và OS ở nhóm bệnh nhân ung thư vú thụ thể tiết dương tính. Thế thì cái thuốc TDXD là thuốc đầu tiên đã chứng minh là đạt được hiệu quả trong điều trị bệnh nhân ung thư vú di căn có HER2 thấp. Thế thì mô hình ung thư vú hiện tại thì được chia thành là HER2 dương, bao gồm có HER2 3 cộng ở trên hóa môn miễn dịch và HER2 2 cộng, đồng thời thì có cái DuoX dương tính. Thì cái nhóm này thì chiếm khoảng 15-20%. Ngoài ra thì có nhóm HER2 âm và thụ thể tiết dương tính chiếm 65%, và cái nhóm bộ ba âm tính chiếm khoảng 15%. Việc bổ sung cái dưới nhóm mới là cái HER2 thấp, và xu hướng điều trị mới sẽ chia thành 3 nhóm, bao gồm nhóm HER2 dương, HER2 thấp chiếm khoảng 50% và HER2 âm tính. Trong nghiên cứu Destiny này ấy, thì TDXD là thuốc kháng HER2 đầu tiên chứng minh được hiệu quả vượt trội trong điều trị ung thư vú di căn HER2 thấp, và cho thấy cái tiềm năng cải thiện thêm 5% hiệu quả điều trị ung thư vú di căn. Kết quả nghiên cứu này thì góp phần vào việc xây dựng cái guideline điều trị ung thư vú, và trong cái tháng 8 năm 2022 thì TDXD đã được approve trên NCCN. Thì về mặt cơ bản ấy, thì về mặt cơ chế thì TXD thì vẫn là một cái phức hợp giữa thuốc và kháng thể đơn dòng được gắn với cái thụ thể HER2 và được đưa vào trong tế bào, từ đó giải phóng các topoisomerase 1. Thế nhưng mà cũng có một số các loại thuốc khác có cơ chế tương tự, thế nhưng mà lại không chứng minh được hiệu quả trên nhóm HER2 thấp, ví dụ như TDM1. Thế nhưng mà chỉ có cái TDXD hiện nay thì chứng minh được cái hiệu quả trên nhóm HER2 thấp thôi. Thế thì cái nghiên cứu Destiny này thì là nghiên cứu đầu tiên đánh giá hiệu quả của ung thư vú HER2 thấp, ung thư vú di căn HER2 thấp. Thì đây là cái thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên pha 3 đa trung tâm nhãn mở, và bệnh nhân đã được lựa chọn vào thử nghiệm lâm sàng là phải thỏa cái điều kiện là HER2 thấp và không thể phẫu thuật được, và hoặc ung thư vú di căn thất bại với 1 đến 2 phác đồ hóa trị. Bệnh nhân có thụ thể tiết dương tính kháng với liệu pháp nội tiết thì có thể cân nhắc cho nghiên cứu. Bệnh nhân đã được đánh giá theo các cái phân nhóm, tình trạng HER2, đã điều trị các phác 1 hoặc 2 phác đồ hóa trị trước đó, có thụ thể tiết âm tính hay dương tính, vân vân. Và bệnh nhân ở cái nhóm điều trị TDXD được điều trị với liều 5,4 mg/kg mỗi 3 tuần, hoặc là điều trị hóa trị đơn trị. Hóa trị này thì do cái sự lựa chọn của bác sĩ điều trị, gồm cả rất là nhiều các phác đồ khác nhau, ví dụ như capecitabine, eribulin, gemcitabine, paclitaxel hoặc nab-paclitaxel là những cái nhân tố đơn trị, đơn hóa trị phổ biến được lựa chọn điều trị ở trên bệnh nhân ung thư vú di căn. Và các cái chỉ tiêu nghiên cứu thì sẽ được đánh giá. Tại thời điểm và dừng thu thập số liệu vào 11 tháng 1 năm 2022 thì PFS được đánh giá trên 321 và 370 lượt đánh giá ở nhóm thụ thể tiết dương tính và toàn bộ quần thể nghiên cứu, và có 61 bệnh nhân tiếp tục điều trị, thì là 58 bệnh nhân trên nhóm ở cái nhóm sử dụng TDXD và 3 bệnh nhân ở trên nhóm hóa trị, để cho thấy rằng là cái nhóm điều trị TDXD cho thấy hiệu quả khá rõ rệt. Với thời gian theo dõi trung vị khoảng 18,4 tháng. Về đánh giá OS thì có 199 lượt đánh giá ở trên cái nhóm thụ thể tiết dương tính và 239 lượt đánh giá của toàn bộ quần thể nghiên cứu, với P đạt ý nghĩa thống kê khi P nhỏ hơn 0,0075. Và ở đây thì cũng là một cái slide cho thấy các cái tỷ lệ và các cái loại hóa trị, cũng như là cái sự lựa chọn phác đồ của bác sĩ. Ví dụ như ở bên phần hóa trị thì chủ yếu phác đồ lựa chọn là eribulin với 51,1%, capecitabine khoảng 20,1%. Tỷ lệ bệnh nhân tiếp tục điều trị ở nhóm TXD và hóa trị tương ứng là 15,6 và 1,7%. Cho thấy là cái nhóm TXD có bệnh nhân được tiếp tục điều trị cao hơn nhiều. Ở nhóm TXD thì 84,4% bệnh nhân dừng điều trị, hầu hết là do bệnh tiến triển là 59,3%. Ngoài ra thì có các biến cố bất lợi và bệnh nhân rút khỏi thử nghiệm lâm sàng, và có 1,3% bệnh nhân tử vong. Đặc điểm của hai nhánh thì gần như là tương đương với nhau,
về tỷ lệ bệnh nhân HER2 1 cộng và 2 cộng đồng thời là có cái ISH đưa ít âm tính là tương đương nhau, và đa số bệnh nhân thì có thụ thể tiết dương tính, và chủ yếu các bệnh nhân thì có tổn thương di căn gan, kế đến là di căn phổi. Tỷ lệ bệnh nhân di căn não cũng có nhưng chiếm tỷ lệ thấp, chỉ khoảng 4 đến 6% ở mỗi nhóm. Hầu hết thì các bệnh nhân thì đã được điều trị nhắm đích trước đó, với tỷ lệ bệnh nhân điều trị thuốc ức chế CK46 chiếm đến 64 đến 65%. Và nghiên cứu ghi nhận cái TD đem lại lợi ích về PFS ở cả nhóm bệnh nhân thụ thể tiết dương tính và toàn bộ quần thể nghiên cứu. Cụ thể ở nhóm thụ thể dương tính thì PFS trung vị ở nhóm TDD kéo dài là 10,1 tháng, kéo dài hơn 4,7 tháng so với nhóm điều trị hóa trị, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. TDD cũng cho hiệu quả vượt trội tương tự khi đánh giá toàn bộ quần thể nghiên cứu với PFS trung vị là 9,9 tháng, trong khi PFS trung vị ở nhóm hóa trị chỉ đạt được 5,1 tháng. Tương tự khi phân tích OS thì TXD cũng chứng minh được đạt được lợi ích về OS so với hóa trị ở nhóm bệnh nhân thụ thể nội tiết dương tính với OS trung vị ở hai nhóm. TXD vượt trội hơn hẳn nhóm hóa trị là 23,9 tháng so với 17,5 tháng và khoảng thời gian chênh lệch 6,4 tháng có ý nghĩa thống kê. OS trung vị của TXD trong toàn bộ quần thể nghiên cứu cũng kéo dài hơn so với nhóm điều trị hóa trị là 6,6 tháng. Với sự khác biệt cũng có ý nghĩa thống kê. Và khi phân tích thêm PFS và OS ở nhóm bệnh nhân thụ thể âm tính, TXD cũng là chứng minh được hiệu quả vượt trội so với hóa trị, đó là đạt được lợi ích về PFS và OS. PFS trung vị ở nhóm TXD là 8,5 tháng, kéo dài gấp 3 lần so với nhóm hóa trị, và OS trung vị ở nhóm TXD đạt 18,2 tháng, cao gấp hơn 2 lần so với hóa trị là 8,3 tháng. Thế thì ở nhóm bệnh nhân mà thụ thể tiết dương tính thì khi tiến hành phân tích các dưới nhóm thì TXD vẫn chứng minh được hiệu quả vượt trội so với hóa trị trong điều trị bệnh nhân ung thư vú di căn HER2 thấp ở mọi nhóm phân nhóm như bệnh nhân theo tuổi, theo chủng tộc, theo chỉ số toàn trạng, số bước điều trị hóa chất trước đó, có hay không có sự sử dụng thuốc ức chế CDK46 trước đó, tình trạng HER2 có hoặc không có di căn tạng trước điều trị, thì đều cho thấy cái hiệu quả vượt trội ở cái nhóm sử dụng TDXD. Và một lần nữa thì kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng TDXD làm cải thiện tỷ lệ đáp ứng toàn bộ, chủ yếu là đáp ứng một phần trong điều trị bệnh nhân ung thư vú HER2 thấp có hoặc không có thụ thể tiết dương tính. Và cái thuốc TDXD đạt hiệu quả lâm sàng là 71,2% và 62% ở nhóm thụ thể tiết dương tính, và thụ thể âm tính thì cao hơn đáng kể so với hóa trị. Thời gian duy trì đáp ứng của cái nhóm bệnh nhân thụ thể dương tính được điều trị bằng TDXD so với hóa trị tương ứng là 10,7 và 6,8 tháng. Ở những nhóm thụ thể tiết âm tính tương ứng là 8,6 và 4,9 tháng. Cũng rất là rõ ràng. Về dữ liệu về an toàn của thuốc thì ghi nhận các cái biến cố bất lợi liên quan đến thuốc xảy ra ở trên 20% bệnh nhân là các cái biến cố bất lợi ở TDXD tuy xảy ra nhiều hơn như nhóm hóa trị nhưng mà chủ yếu ở mức độ nhẹ. Và các biến cố bất lợi ghi nhận trong nghiên cứu chủ yếu là buồn nôn khoảng 73%, mệt mỏi, rụng tóc, hạ bạch cầu trung tính, thiếu máu. Và các biến cố bất lợi ở độ 3 trở lên liên quan đến thuốc cần quan tâm hơn cả là hạ bạch cầu trung tính khoảng 14%. Ngoài ra các biến cố bất lợi khác ít gặp hơn và chiếm tỷ lệ dưới 10%. Về tổng kết an toàn của thuốc thì thời gian điều trị trung vị ở nhóm TDXD là 8,2 tháng. Kéo dài trong khoảng từ 0,2 đến 33,3 tháng và kéo dài hơn các cái nhóm hóa trị so với thời gian trung vị của cái nhóm điều trị hóa trị chỉ kéo dài 3,5 tháng. Tỷ lệ bệnh nhân dừng điều trị do biến cố bất lợi khẩn cấp trong quá trình điều trị của nhóm TDXD là 8,2%, chủ yếu là do viêm phổi kẽ, viêm phổi. Trong khi đó nhóm hóa trị thì thấp hơn với 2,3%. Cái tổn thương tỷ lệ giảm liều do biến cố bất lợi khẩn cấp trong quá trình điều trị TDXD là khoảng 4,6%, nhóm hóa trị là khoảng 14%, chủ yếu do hạ cầu trung tính. Tỷ lệ tử vong trong cái quá trình điều trị của hai nhóm tương ứng là 3,8 và 4,7%.
Và nói tóm lại thì các cái dữ liệu này cho thấy rằng cái TND sẽ là thuốc điều trị cơ bản mới trong cái điều trị ung thư vú di căn HER2 thấp có hoặc không có thụ thể tiết dương tính. Đồng thời thì có những cái nghiên cứu cho thấy là cái TND còn có thể tăng cường cái miễn dịch kháng u và cái điều trị đa mô thức ở cái việc kết hợp giữa các cái thuốc với lại miễn thuốc và miễn miễn dịch thì hiện nay đã được đang được nghiên cứu, ví dụ như TND kết hợp với durvalumab hay là TND kết hợp với nivolumab ở trong các nghiên cứu như Begonia thì là kết hợp giữa TND với durvalumab và chúng tôi sẽ cố gắng là đưa đến các cái kết quả nghiên cứu này trong các cái chương trình sau. Chúng ta có rất là nhiều các dữ liệu khác nữa, ví dụ như là nghiên cứu DS8201A U105 thì đây cũng là một cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của cái TDXD kết hợp với nivolumab và các chỉ tiêu nghiên cứu này cũng các nghiên cứu này cũng đang cần có thời gian để chúng ta những cái kết quả tiếp theo. Và tiếp theo là cái nhóm kháng thể đặc hiệu kép trong điều trị ung thư vú HER2 thấp thì cái nhóm kháng thể đặc hiệu kép này cùng với cái nhóm điều trị vaccine thì là những cái nhóm mà đang trong cái quá trình nghiên cứu và cũng cần thời gian để đưa ra các kết quả tin cậy. Về cái nhóm kháng thể đặc hiệu kép thì là cái kháng thể liên kết với cả hai loại protein nhằm một số mục tiêu như ức chế nhiều con đường gây ung thư, mang các tế bào miễn dịch và tế bào ung thư lại với nhau, giúp hệ miễn dịch tiêu diệt những tế bào ung thư, chuyển tải trọng đến vi môi trường u. Và cái kháng thể đặc hiệu kép này ấy, thì ở đây chủ yếu hiện nay người ta đang nhắc nhiều đến cái KN026. Nhưng tuy nhiên thì cái KN026 này ấy, cũng với đang ở những cái thử nghiệm pha 1 và trên số lượng bệnh nhân khá là hạn chế, khoảng hơn 64 bệnh nhân thôi. Bệnh nhân được điều trị đơn trị với KN026 tiêm tĩnh mạch với liều 5 mg/kg trên tuần, 10 mg, 20 mg hoặc 30 g trên tuần và đánh giá được ở trên trong nghiên cứu này chỉ đánh giá được trên khoảng 57 bệnh nhân, ghi nhận đáp ứng khách quan, ORR đạt được khoảng 28,1% và thời gian sống thêm không tiến triển PFS trung vị là khoảng 6,8 tháng. Đánh giá ở trên 20 bệnh nhân có khuếch đại HER2 khẳng định thêm rằng so với lại không khuếch đại của cái CDK12 ấy, là một dấu ấn sinh học đầy hứa hẹn trong cái việc tiên lượng cái đáp ứng tốt hơn với KN026. Thì kết luận ở đây thì KN026 là một kháng thể đặc hiệu kép HER2 dung nạp tốt và đạt được hiệu quả tương đương phác đồ điều trị chatumab kết hợp pertuzumab ngay cả những bệnh nhân đã điều trị bằng cái phác đồ mạnh trước đó. Thì đây thì cũng là những cái nghiên cứu mà chúng ta sẽ phải còn phải tiếp tục trông chờ vào các cái nhiều dữ kiện nữa. Một cái vai trò nữa là cái vai trò của vaccine trong điều trị ung thư vú HER2 thấp thì đây cũng là những cái ở đây thì thường được nhắc đến cái vaccine đó là cái E75 trong một cái nghiên cứu trong trong hai nghiên cứu là pha 1 và pha 2 thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ cần khá nhiều thời gian để chúng ta tìm thêm được các dữ kiện. Ở đây thì bệnh nhân ở đây chỉ là nghiên cứu pha 1, 2 trong cái điều trị bổ trợ lựa chọn đối tượng bệnh nhân ung thư vú có hạch dương tính hoặc ung thư vú nguy cơ cao hạch âm tính và không không bệnh sau điều trị cơ bản bao gồm phẫu thuật hóa trị xạ trị và có bộc lộ HER2 từ 1 cộng cho đến 3 cộng và các cái chỉ tiêu nghiên cứu chính là tỷ lệ sống không bệnh sau 60 tháng và các chỉ tiêu nghiên cứu khác thì bao gồm an toàn thuốc liều điều trị vân vân và nghiên cứu chỉ ghi nhận được trên khoảng 108 bệnh nhân ở cái nhóm điều trị vaccine và 79 bệnh nhân ở nhóm trứng thì cho thấy tỷ bệnh nhân ở nhóm bệnh nhân thụ thể tiết âm tính ở nhóm vaccine thì cao hơn nhóm trứng là 31 và 18% và các kết quả tiếp theo thì sẽ cần có thêm thời gian để ghi nhận, ở đây mới chỉ ghi nhận được các về an toàn thuốc cũng như về các một số về cái đáp ứng miễn dịch và tỷ lệ sống không bệnh sau 60 tháng.
Và ở cái nhóm nhóm ở kết quả thì cho chủ yếu là cho thấy rằng là kết quả 94,6% bệnh nhân ở nhóm điều trị vaccine với liều tối ưu thì sống không bệnh sau 5 năm. Kế đến là nhóm tiêm vaccine liều không tối ưu với tỷ lệ 87,1% và nhóm chứng ghi nhận là 80,2%. Tuy nhiên thì những cái kết quả này sẽ cần phải có thêm các cái dữ liệu để khẳng định kết quả. Thế thì sẽ ở đây là một số các cái nghiên cứu tiếp theo và chúng ta sẽ chờ đợi các cái kết quả tiếp theo để chúng ta có thể đưa đến những kết quả rõ ràng hơn. Và chúng tôi có thể xin đưa ra một vài kết luận sau cái bài trình bày này, đó là cái nhóm HER2 thấp thì thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi, hạch dương tính, hay gặp di căn ngay từ đầu, ảnh hưởng đến sống thêm thì chưa rõ ràng, chiếm khoảng 5% nhóm thụ thể ở tiết dương tính và 3% nhóm ung thư vú thể bộ tam âm, và có thể cần có các cái cách đánh giá mức độ bộc lộ HER2 chính xác hơn. Ngày càng có nhiều bằng chứng gợi ý về một dưới nhóm ung thư vú về mặt sinh học và lâm sàng, đó là nhóm HER2 thấp, và các thuốc nhắm thụ thể HER2 thấp thì đang được phát triển và bắt đầu có những cái thành công trong cái ứng dụng trong lâm sàng. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Vâng.